Cặp đấu đầu tiên của vòng 1/8 World Cup nữ 2023 trong ngày 7 tháng 8 là cuộc đọ sức giữa đội tuyển nữ Anh và đội tuyển nữ Nigeria. Đại diện châu Phi đang là một trong những cái tên gây ra nhiều bất ngờ. Nằm ở một bảng đấu khó với Ireland, chủ nhà Australia, nhà vô địch Olympic Canada, đội tuyển nữ Nigeria thi đấu ấn tượng và lách qua khe cửa hẹp để vượt qua vòng bảng. Bất ngờ là vậy, nhưng nếu nhìn vào những gì mà đội tuyển nữ Nigeria thể hiện, đây là phần thưởng xứng đáng với màn trình diễn ấn tượng của họ. Đội bóng này thi đấu có phần hoang dã nhưng sự vượt trội về thể lực giúp O'Hill và đồng đội tiến về phía trước. Sơ đồ chiến thuật 3-5-2 được huấn luyện viên Waldrum tối ưu hóa để phục vụ các cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công. Francisca Odegaard, Kanu, Osoa đều có thừa tốc độ và kỹ thuật, rất thích hợp với phong cách đá phòng ngự phản công. Rất khó để lấy bóng trong chân Kanu hay Odegaard bởi họ có thể hình cao lớn và đi bóng với nguồn sức mạnh dồi dào. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Anh không phải tập thể thi đấu thiếu chắc chắn như cách mà Australia hay Canada trình diễn trước đội tuyển nữ Nigeria. Các trận đấu ở vòng bảng chứng minh rằng đại diện xứ sương mù xứng đáng với vị thế của một ứng viên vô địch World Cup nữ 2023. Các cầu thủ được xem là trụ cột như Alex Greenwood, Carter Ham, Alexia Russo và đặc biệt là Lauren James thi đấu quá ấn tượng. Em gái của hậu vệ Reece James ghi đến 2 bàn thắng và có 3 đường chuyền, dọn gỗ cho đồng đội lập công chỉ trong một trận đấu với Trung Quốc. Cô gái này vừa có sức mạnh, kỹ thuật điêu luyện và lối chơi còn ngẫu hứng. Hơn cả anh trai, nhiều cổ động viên đùa vui rằng hai cú sút mang về bàn thắng cho Lauren James là điều mà Reece James còn lâu mới có thể thực hiện. Thực tế, đội tuyển nữ Anh thi đấu không hoa mỹ. Họ đề cao lối chơi phối hợp ở tốc độ cao, mở biên và căng ngang cho các tiền đạo đầy tốc độ thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương. Đội tuyển nữ Anh thực hiện những công việc đơn giản với độ chính xác cao nhất. Đây là điểm mạnh nhất của đội bóng châu Âu. Trong mọi hoàn cảnh, Anh vẫn được đánh giá cao hơn Nigeria và mục tiêu của họ là giải quyết đối thủ để hướng tới các trận đấu ở vòng tứ kết. Thể thao 5.1 dự đoán đây sẽ là một trận cầu ít bàn thắng. Dự đoán đội tuyển nữ Anh sẽ đi tiếp với chiến thắng 2-0. Chúc các anh em may mắn!